Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Radcliffe ra tay, Man United lập tức thanh lý 11 cầu thủ. Mason Greenwood được chủ mới mở đường quay lại MU. Man United nhận cú hích tài chính quan trọng. Toni Kroos tuyên bố trở lại đội tuyển Đức sau 3 năm chia tay. Radcliffe ra tay, Man United lập tức thanh lý 11 cầu thủ. Theo ESPN, đội chủ sân Old Trafford sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ về mặt lực lượng trong hè 2024. Sir Jim Radcliffe đã hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần Man United, biến ông trở thành cổ đông lớn nhất tại Old Trafford. Radcliffe lập tức bắt tay và thực hiện những thay đổi tại nhà hát của những giấc mơ. Thioma Berada và sắp tới có thể là Dallas Wood lần lượt gia nhập từ Manchester City và Newcastle United. Sau khi có được những con người phù hợp ở cấp lãnh đạo, Radcliffe sẽ tập trung vào việc nâng cấp đội hình. Nhưng trước mắt, Man United sẽ đẩy đi những cầu thủ không phù hợp. Và ESPN cho biết kỳ chuyển nhượng mùa hè này sẽ được Radcliffe sử dụng để tiến hành thanh lý đội hình 1 với 11 cầu thủ bị giao bán. Harry Maguire, Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka, Casemiro, Rafael Varane, Christian Eriksen, Victor Lindelof, Jadon Sancho, Donny van de Beek, Brandon Williams và Facundo Pellegrini đều có thể bị bán nếu Man United nhận được lời đề nghị phù hợp. Bất ngờ nhất là trường hợp của Maguire và McTominay, cả hai đều suýt rời câu lạc bộ và gia nhập West Ham trong hè 2023. Hiện tại, bộ đôi này chơi rất tốt, góp công vào thành tích của Quỷ Đỏ. Mason Greenwood được chủ mới mở đường quay lại MU. Mason Greenwood sẽ từ chối lời mời sang Barcelona nếu cánh cửa trở lại MU mở ra với anh. Tiền đạo 22 tuổi tin rằng mình còn món nợ phải trả ơn người hâm mộ Quỷ Đỏ cũng như huấn luyện viên Erik ten Hag. Nguồn tin thân cận Greenwood nói trên Sun Sport, Mason tôn trọng quyết định của MU khi gửi anh đến Tây Ban Nha, nhưng cậu ấy luôn muốn trở lại khi cuộc điều tra bên phía cảnh sát kết thúc. Mason Greenwood tin rằng mình còn món nợ phải trả cho fan Red Devils cũng như huấn luyện viên ten Hag. Bởi vậy, anh hy vọng được trao thêm cơ hội thứ hai. Đối với Mason, MU là câu lạc bộ lớn và tốt nhất trên thế giới. Nếu có cơ hội quay lại, anh ấy sẽ lập tức trở về Manchester. Barcelona bày tỏ sự quan tâm đến Greenwood. Tuy nhiên, nếu MU bật đèn xanh và trao cho anh chiếc phao hồi sinh sự nghiệp ở Old Trafford, Mason sẽ bay về sớm nhất có thể. Mới đây, đồng sở hữu mới của MU, Sir Jim Radcliffe bóng gió rằng Greenwood sẽ có thể trở lại Old Trafford. Ông bày tỏ, ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định mới, nguyên tắc là điều quan trọng nhất, nhưng tôi quen với điều đó. Bạn đang đối mặt với những người trẻ không phải lúc nào cũng được nuôi dưỡng trong hoàn cảnh tốt nhất. Họ có rất nhiều tiền và thiếu sự hướng dẫn đúng đắn. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định công bằng dựa trên giá trị của câu lạc bộ. Đó là những gì cần làm và cách ban lãnh đạo MU giải quyết vấn đề. Về phần huấn luyện viên Ten Hag, ông luôn muốn giữ Greenwood. Nếu cậu học trò quay trở lại thì Greenwood sẽ lập tức trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Hà Lan. Man United nhận cú hích tài chính quan trọng. Manchester United hoàn toàn có thể thoải mái mua sắm trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 sau khi vượt qua rào cản về quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Theo Daily Mail, doanh thu hàng năm của Man United tăng đáng kể từ 447 triệu bảng lên 648 triệu trong 3 mùa giải gần đây. Bản báo cáo với con số rất đẹp này giúp câu lạc bộ không còn lo vi phạm quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Ở đây, quy tắc bền vững và lợi nhuận có chức năng tương tự luật công bằng tài chính, buộc tất cả câu lạc bộ phải chi tiêu trong một khuôn khổ nhất định để đảm bảo tính công bằng. Theo quy định, một đội chỉ được phép có số nợ tối đa 105 triệu bảng trong 3 mùa giải liên tiếp. Trong hè 2024, chủ mới Sir Jim Radcliffe sẽ được cho là sẽ phê duyệt một khoản ngân sách chuyển nhượng đáng kể cho câu lạc bộ. Đây là cú hích lớn với đại diện thành Manchester trên chặng đường khôi phục hào quang rực rỡ. Nhưng trước khi mua sắm cầu thủ mới, Man United sẽ đẩy đi những quân bài không còn phù hợp. Mail Sport loan tin Jadon Sancho, Donny van de Beek, Facundo Pellegrini và Hannibal Mabry nhiều khả năng bị đem bán. Tất cả cầu thủ này đều được câu lạc bộ cho mượn. Man United hy vọng thu về 50 triệu bảng qua việc bán Sancho, van de Beek, Pellegrini và Mabry. Cũng liên quan tới tình hình chuyển nhượng của Man United, huấn luyện viên Erik ten Hag theo phân tích của giới chuyên môn có thể không còn toàn quyền quyết định việc mua sắm tân binh. Lúc này, Sir Jim Radcliffe cùng cộng sự sẽ trực tiếp tham gia vào việc đánh giá chất lượng cũng như sự phù hợp của mục tiêu câu lạc bộ nhắm tới. Toni Kroos tuyên bố trở lại đội tuyển Đức sau 3 năm chia tay. Tiền vệ Toni Kroos chính thức thông báo sẽ trở lại đội tuyển Đức, đảo ngược quyết định từ giá đi Mannschaft.
từng được đưa ra năm 2021 sau thất bại ở Euro 2020. Tôi sẽ trở lại cho đội tuyển Đức vào tháng 3 tới. Tại sao ư? Bởi vì tôi đã nhận được đề nghị từ huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Hiện tôi đang rất vui, đồng thời tin tưởng đội tuyển Đức sẽ tạo nên điều đặc biệt ở Euro 2024 sắp tới. Toni Kroos viết trên Instagram vào thứ Năm ngày 22 tháng 2. Như đã biết, tiền vệ tài hoa của Real Madrid từng tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi đội tuyển Đức bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020. Thông tin này khiến người hâm mộ Đức choáng váng, bởi Kroos luôn là nhân tố chủ chốt của Die Mannschaft trong hơn một thập kỷ. Anh có 106 lần khoác áo tuyển Đức và đóng vai trò chính trong chức vô địch World Cup 2014. Ở trận bán kết thắng Brazil 7-1, Kroos được cho là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau đó, chỉ chọn 120 phút trong màn đánh bại Argentina của Lionel Messi ở chung kết tại Maracana. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, ý tưởng đưa Kroos trở lại đã được nhen nhóm. Khi được hỏi về điều này, huấn luyện viên Nagelsmann cho biết đây là một ý kiến thú vị và cậu ấy luôn được chào đón nồng nhiệt để khoác áo đội tuyển quốc gia một lần nữa, sau đó thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Mùa này trong màu áo Real, Kroos ở tuổi 34 vẫn chơi với phong độ cực cao khi ra sân 24/25 trận ở La Liga, ghi bàn và dẫn đầu danh sách kiến tạo của câu lạc bộ cũng như giải đấu với 7 đường truyền thành bàn. Nhiều khả năng anh sẽ tái xuất đội tuyển Đức ở kỳ thi đấu quốc tế vào tháng 3 tới khi Die Mannschaft có 2 trận giao hữu với Pháp vào ngày 23 tháng 3 tại miền đông nước Pháp, sau đó trở về Frankfurt để tiếp đón Hà Lan vào ngày 26 tháng 3. Tại Euro 2024, tổ chức trên sân nhà, Đức ở bảng A cùng với Scotland, Hungary và Thụy Sĩ